Tưởng Hòa Minzy nổi như cồn, đi hát phòng trà lại nhận cái kết đắng thế này đây. Nữ ca sĩ trẻ cực kỳ buồn bã tủi thân sau tai nạn nghề nghiệp và rút ra được bài học sâu sắc. Hòa Minzy là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của làng V-pop vài năm gần đây. Dù chưa sở hữu những bản hit đình đám, chưa thể xếp ngang hàng với những đàn chị như Đông Nhi, Bảo Anh, Harry Won, Minh Hằng, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1995 vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định. Ngoài ra, không thể phủ nhận, mối tình ồn ào với bạn trai cũ Công Phượng cũng giúp cái tên Hòa Minzy trở nên hot hơn rất nhiều. Ấy thế nhưng, mới đây Hòa Minzy đã gặp phải tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc, khiến cô không khỏi buồn bã đau lòng. Cô nàng thú nhận cả trên Facebook cá nhân lẫn fanpage gần 400.000 theo dõi. Sau đó cô về và trải lòng trên mạng xã hội về việc không có khách tới xem, Hòa Minzy viết: "Hôm nay hơi nhiều cảm xúc nên viết vài dòng để năm sau Facebook nhắc lại. Đây là những người anh em ban nhạc của Hòa đã làm việc và quen từ lâu. Từ thời Hòa vẫn đi hát phòng trà đó, cũng phải bao nhiêu năm rồi mới được diễn cùng mọi người, và hôm nay thì trở lại ngày xưa đi hát. Hát từ ngày đó khai trương đến lúc Hòa vào Sài Gòn lập nghiệp là cũng gần khoảng 2 năm. Ngày xưa làm bình thường cũng đông khách lắm, full bàn luôn ấy. Ngày xưa ấy thì Hòa cũng thường hát lót cho các ca sĩ. Khi mà quán có show, lúc đó mỗi lần hát xong, Hòa thường ở lại để coi các ca sĩ biểu diễn. Và ngày thường đông thì tất nhiên có show càng đông rồi. Hòa vừa coi vừa mường tượng ra rất nhiều thứ, tưởng tượng đến một ngày khi mà mình cũng trở nên nổi tiếng và sẽ trở lại nơi đây hát trên danh nghĩa là một ca sĩ chính thì sao, sẽ như thế nào. Vậy ngày đó cũng đã đến, hôm nay mini show của mình được tổ chức, kiểu mọi thứ nó ùa về và cũng lại mường tượng nhiều thứ nữa. Gặp lại mọi người chắc vui lắm, à vui thật, cười mãi ấy. Tự nghĩ chắc sẽ đông khách nhỉ, mình sẽ hát live hay hơi là hay, mọi người sẽ vui vẻ và đêm nhạc sẽ tuyệt vời lắm. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì mình đã nghĩ. Cả đêm chỉ có khoảng hơn 20 chục khách, mà trong đó có đến 20 người là các bạn FC rồi. Dù sao thì mặc dù sức khỏe không tốt cũng đã hát hết sức để những vị khách đến xem không thất vọng, mà phải tự hỏi nếu không có FC thì biết làm sao nhỉ. Đôi khi cũng phải cảm ơn cuộc đời nhiều lắm, vì nếu không mang fan đến bên đời Hòa thì có những lúc thực sự cô đơn. Hôm nay vắng khách mà ban nhạc chơi vẫn máu cho em cảm tạ lắm. Hôm nay chương trình mình hay vậy mà mọi người không đến coi. Mình giữ nguyên kịch bản đợi một ngày mini show khác, full khách nha nha các anh. Fan Hòa cảm ơn các anh em ban nhạc nha. Những dòng này sẽ giúp có động lực để cố gắng hơn. Không phải nói vì buồn đâu mà vì quá nhiều cảm xúc. Một ngày để biết mình là ai và đang ở đâu, và chắc chắn đang có nhiều động lực hơn sau những gì của ngày hôm nay. Hòa Minzy cố lên. Ngay lập tức, fan vào bình luận an ủi động viên Hòa Minzy đi dạo phố Hà Nội lúc sáng sớm tâm sự cùng em trai sau chuyện buồn. Nữ ca sĩ nhận được loạt quà bình dị từ cộng đồng người hâm mộ. Muôn vàn lý do khiến Sao Việt bỏ diễn giữa chừng. Dù chưa ra sân khấu hay đang trình diễn, các Sao Việt vẫn quyết định bỏ show vì nhiều lý do khác nhau. Sơn Tùng MTP bỏ hát vì thấy fan ngất xỉu. Tối 23 tháng 3, Sơn Tùng MTP đã tham gia biểu diễn trong sự kiện Giờ Trái Đất diễn ra tại Hưng Yên. Đêm nhạc thu hút rất đông các khán giả có mặt để nghe và ngắm thần tượng hát. Sơn Tùng MTP mang đến hai ca khúc đang làm mưa làm gió của mình trong thời gian qua là Lạc Trôi và Nơi Này Có Anh. Vừa biểu diễn, nam ca sĩ gốc Thái Bình còn tự khuấy động không khí khi yêu cầu khán giả giơ tay lên và nói: "Quẩy lên à, ai thuộc hát theo Tùng à?" Tuy nhiên, các khán giả đã không giữ được bình tĩnh khi liên tục thể hiện sự phấn khích, xô đẩy chen lấn, khiến Sơn Tùng MTP nhiều lần nhắc nhở: "Cảm ơn Hưng Yên, mọi người đừng chen, Tùng sợ mọi người đâu, mọi người vui nhưng giữ được sự an toàn nhé." Khi đang biểu diễn gần hết bản hit Nơi Này Có Anh, một fan đã ngất xỉu khi được công an giải thoát khỏi đám đông. Đêm nhạc của ca khúc này cũng được cho dừng và Sơn Tùng MTP phát biểu ngắn gọn: "Mọi người ơi, Tùng rất tiếc vì có người bị ngất rồi. Tùng xin lỗi Hưng Yên rất nhiều", rồi đi thẳng vào hậu trường. Trường Giang bỏ về khi bị ném chai lên sân khấu. Tối ngày 8 tháng 2, 2017, danh hài Trường Giang tham gia một chương trình ở Tây Ninh với sự tham dự của rất đông khán giả địa phương. Đêm diễn xảy ra tình trạng lộn xộn khi khán giả đổ xô lên sân khấu tặng hoa, khiến bạn trai Nhã Phương mất tập trung khi biểu diễn. Trường Giang cũng mất bình tĩnh khi một khán giả ném chai lên sân khấu.
Sau khi lên tiếng trách móc bộ phận bảo vệ không biết giữ trật tự, anh tỏ rõ thái độ khó chịu. Ai quăng cái chai vậy, bảo vệ đâu, thôi đi vô không diễn nữa, đi vô. Sự việc này cũng gây tranh cãi vài ngày sau đó và lắng xuống. Bảo Thy bỏ diễn vì bị sàm sỡ. Trong lần biểu diễn tại Gia Lai vài năm trước, Bảo Thy bất ngờ bị một khán giả phát cuồng lao lên sân khấu ôm chầm và có hành động sàm sỡ. Theo phản xạ tự nhiên, nữ ca sĩ quyết liệt chống cự. Sau khi sự cố, Bảo Thy lấy lại bình tĩnh chia sẻ với khán giả: các bạn có thấy khán giả vừa rồi hơi quá khích không ạ? Thực sự bạn đã làm cho Bảo Thy không tự tin khi đứng đây hát nữa. Sau đó nữ ca sĩ rời khỏi sân khấu. Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả xịt hơi cay vào mắt. Ngày 20 tháng 7, 2010, khi Đàm Vĩnh Hưng đang song ca cùng Mỹ Tâm tại Mỹ, một khán giả nam cải trang thành nữ, cầm cành hoa tiến đến gần sân khấu. Lúc nam ca sĩ đưa tay nhận lấy, người này bất ngờ cầm bình nước xịt thẳng vào mặt anh, khiến Mr. Đàm choáng váng và phải tạm ngừng biểu diễn. Kẻ quấy rối được xác nhận là Lý Tống, tên thật là Lê Văn Tống, một người Mỹ gốc Việt. Sau sự cố này, Mr. Đàm được bảo vệ đưa vào trong hậu trường, nghỉ ngơi khoảng 10 phút, anh trở lại sân khấu và hát liên tục 15 bài. Những người có mặt đứng lên vỗ tay nhảy theo Đàm Vĩnh Hưng để cổ vũ anh. Ông Hoàng Nhật Việt cho biết, lúc đó anh vừa cảm thấy sốc vừa đau nhức vùng mặt, nhưng không cho phép mình dừng lại, vì khán giả, vì tự trọng và vì bản lĩnh nghề nghiệp. Chi Bu rời sân khấu vì khán giả phát cuồng. Chi Bu từng có một tình huống khó quên trong sự kiện Hãy Cùng Hát Vang năm 2012. Đang trên sân khấu, nữ diễn viên suýt bị té ngã bởi khán giả bên dưới bắt tay quá nhiệt tình. Cuối cùng, Chi Bu đành tháo chạy khỏi đám đông với sự giúp đỡ của ban tổ chức. Tuy nhiên, vì bị khán giả vây quá đông và mệt mỏi, nên Chi Bu đã ngất lịm ngay giữa đường. May mắn có người nhanh tay đã bế cô vào quán cà phê trong sân Mỹ Đình để sơ cứu. Duy Mạnh bỏ diễn vì bầu show bỏ trốn. Năm 2005, Duy Mạnh cũng vướng vào rắc rối khi tham gia chương trình ca nhạc tổ chức tại Nam Định. Tới sát giờ diễn, bầu show lại biến mất cùng tất cả số tiền thu được từ việc bán vé, khiến chương trình rối loạn. Cho rằng ban tổ chức lừa gạt, khán giả đã ném ghế lên sân khấu, phá hủy hệ thống âm thanh. Trong số các ca sĩ đang có mặt, chỉ có Duy Mạnh quyết định tiến vào sân khấu để xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, anh bị một số khán giả quá khích hiểu lầm và ném ghế vào lưng. Cuối cùng, anh phải gọi cảnh sát nhờ hỗ trợ thoát khỏi đám đông. Thu Trang bỏ diễn vì sợ khán giả tấn công. Thu Trang kể một lần về miền Tây diễn, chứng kiến đồng nghiệp bị khán giả ném đá. Dù chưa đến lượt mình, nhưng nữ diễn viên hài đã gặp bầu show để từ chối diễn. Lần khác tới miền Trung, cảnh khán giả phá rào ào ào vào sân khấu mà không lấy vé, khiến Thu Trang khiếp sợ. Cô cho biết, bảo vệ không thể can ngăn được khán giả vào sân khấu thì sao bảo vệ được diễn viên? Vì thế tôi cũng hủy show, biểu diễn ở nơi khác ngay. Johnny Chí Nguyễn bị tai nạn nghiêm trọng ở Quy Nhơn, mô tô 400 triệu đồng gãy nát. Diễn viên Dòng Máu Anh Hùng lái xe mô tô từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, nhưng đến địa phận Quy Nhơn thì bị tai nạn vì đường trơn trượt. Sáng hôm qua, Johnny Chí Nguyễn một mình lái xe mô tô từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng gặp đối tác. Đến địa phận Quy Nhơn, anh bất ngờ bị tai nạn xe. Ngay sau đó, anh chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân. Anh cho biết vì mặc đồ bảo hộ nên cơ thể không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe của hãng Ducati trị giá 400 triệu đồng bị hư hỏng nặng. Phần thân xe bị vỡ, gãy và yên xe văng ra ngoài. Nguyên nhân theo Johnny Chí Nguyễn là khi anh đi vào khúc cua thì bị trượt ngã vì mặt đường trơn dầu nhớt. Sau đó, anh phát hiện trước mình một xe máy khác cũng bị tai nạn ở đây. Chia sẻ với zing.vn, trợ lý của nam diễn viên cho hay Johnny Chí Nguyễn đã về thành phố Hồ Chí Minh, cơ thể anh không bị chảy xước, có mệt mỏi nên anh ngủ từ khi về nhà. Theo người này, thời điểm tai nạn diễn viên Việt Kiều khá bình tĩnh. Sau khi té, anh ngồi dậy kéo xe vào bên lề. Hiện chiếc xe vẫn được gửi tại Quy Nhơn, nhưng anh sẽ đưa về để sửa chữa. Johnny Chí Nguyễn không chỉ có đam mê diễn xuất, anh còn yêu thích võ thuật, xe mô tô. Cách đây 4-5 năm, nam diễn viên quyết định bán hết xế hộp sang trọng để chạy mô tô. Anh từng lái xe mô tô từ Việt Nam sang các nước Đông Nam Á. Johnny Chí Nguyễn chia sẻ trải nghiệm nhiều hơn, khiến anh cảm thấy vật chất không còn quá quan trọng. Anh thích cuộc sống đơn giản và gần gũi với thiên nhiên. Diễn viên Việt Kiều nổi tiếng với phim Dòng Máu Anh Hùng, Bảy Rồng, Bụi Đời Chợ Lớn, Phan Cuồng. Những năm gần đây, anh tập trung mở lò võ Liên Phong ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thu hút nhiều học viên yêu võ thuật, Liên Phong còn là nơi tập luyện võ thuật của nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt.